Nguyễn Thanh Trơn, chuyên khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Trơn, trước tiên bác sĩ có thể chia sẻ để quý khán giả hiểu rõ hơn về viêm khớp là bệnh như thế nào? Thì viêm khớp là một cái bệnh mà có biểu hiện rối loạn của khớp, mà đặc trưng nhất là tình trạng viêm. Thì viêm khớp thông thường được hiểu là viêm một hoặc là nhiều khớp. Có hai loại viêm khớp rất là phổ biến, đó là viêm xương khớp, là tình trạng tổn thương hoặc là gắt của sụn ở tại khớp. Thứ hai là viêm khớp dạng thấp, là tình trạng miễn dịch đáp ứng quá mức ở khớp gây ra tình trạng viêm khớp. Và khi bị viêm khớp thì bệnh nhân sẽ có những biểu hiện đặc trưng nào? Thì thông thường viêm khớp là một bệnh rất là phổ biến mà người dân ta cũng có thể là chẩn đoán được. Tuy nhiên, chẩn đoán nguyên nhân thì rất là khó. Những cái biểu hiện thì thường bệnh nhân có thể gặp trong một cái viêm khớp. Thứ nhất là cái khớp nó sẽ bị sưng so với cái bên lành. Bệnh nhân có thể sờ vô và thấy nóng. Và cái bề mặt của cái khớp, cái da ngoài khớp, chúng ta sẽ thấy nó sưng và đỏ. Thì sau khi ấn vô nó sẽ đau. Những cái khớp mà bị viêm thì sẽ bị hạn chế vận động, và bệnh nhân sẽ bị cứng khớp, và thông thường nhất là buổi sáng, hoặc là bệnh nhân tiếp xúc thứ nhất là nước lạnh, thứ hai là khi trời lạnh thì cái khớp nó sẽ cứng. Và thông thường thì có khoảng những cái viêm khớp nhẹ thì ta sẽ 30 phút sau khi chúng ta vận động hoặc là tập thể thao thì nó sẽ mới trở lại gần như bình thường. Còn có những cái loại viêm khớp đặc biệt là nó sẽ cứng khớp cái thời gian kéo dài. Và hiện nay thì chúng ta có những phương pháp nào điều trị hiệu quả bệnh viêm khớp này? Viêm khớp thì tùy theo trường hợp, tùy theo cái thể trạng và cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân. Chúng ta sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị để chúng ta đem lại những cái lợi ích tốt nhất mà bệnh nhân chấp nhận được. Trong cái quá trình điều trị viêm khớp là chúng ta đầu tiên là chúng ta cần phải là xác định được cái viêm khớp là do nguyên nhân nào thì chúng ta điều trị thì nó mới có kết quả. Thì hiện tại thì có rất là nhiều phương pháp để chẩn đoán cái quá trình viêm khớp, nhưng mà chúng ta cần phải chú trọng nhất là chúng ta hỏi bệnh sử. Thứ nhất là tiền sử của khớp, thứ hai là tiền sử gia đình, và cần một cái bác sĩ chuyên về khớp, bác sĩ nội khớp hoặc là bác sĩ chuyên về chấn thương chỉnh hình. Chúng ta có thể khám và xem những cái biểu hiện tại khớp của bệnh nhân. Chúng ta thứ nhất là những cái biên độ vận động, thứ hai là những cái biến dạng tại khớp. Còn về cận lâm sàng thì hiện nay chúng ta có thể xét nghiệm máu, nước tiểu, chọc dịch ổ khớp. Những cái cận lâm sàng hỗ trợ rất là tốt đó là cái X-quang, đó là cái rất là phổ biến. Bây giờ thì cùng với cái sự phát triển của MRI thì MRI giúp cho chúng ta chẩn đoán rất là tốt trong những cái bệnh về tổn thương sụn và dây chằng, và nói chung là phần mềm của khớp. Và phụ huynh cũng muốn biết là nếu như trường hợp bệnh nhân bị viêm khớp mà không được điều trị bác sĩ thì sẽ dẫn đến những biến chứng như thế nào? Thì giống như nãy giờ bác sĩ Trơn đã trao đổi là chúng ta có thể gây ra hạn chế vận động, là nó ảnh hưởng đến sinh hoạt. Còn nếu không điều trị tốt nó sẽ gây là cứng khớp, và chúng ta cần phải là thay thế cái khớp. Nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí nếu chúng ta không có một cái phác đồ điều trị tốt và đúng. Và đối với bệnh này, bệnh viêm khớp, thì chúng ta có những cách nào để phòng ngừa không ạ? Thì đó là một cái bệnh rất phổ biến, cho nên là chúng ta cần phải giáo dục bệnh nhân trong cái cách phòng ngừa bệnh viêm khớp. Thì chúng ta cần phải hiểu là cái khớp muốn khỏe mạnh là thứ nhất là được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, thứ hai là có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, thứ ba tăng cường tập thể dục để cho các cơ, các dây chằng khỏe, thì khi đó thì cái khớp mới được bảo vệ tốt. Dân xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thanh Trơn đã tham gia chương trình và có những chia sẻ thật hữu ích với quý khán giả của chương trình về bệnh viêm khớp ạ. Cảm ơn bác sĩ nha. Quý khán giả thân mến, và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Chúng tôi vẫn luôn mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mỗi ký xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com.